Ai bốc được cái bốc thì nằm này nhiều lắm, một gió cái đầy cái. Trong cái gì. Các bác là cái bì bên ngoài là giòn tan luôn em. Như bánh đa. Giòn tan. Bên trong thịt trắng như kiểu là đây bác, bác ơi. Này ăn đi. Ai ăn chích ngọt thật cơ. Mất khối thời gian sáng này từ 4 giờ đi dậy đi mua cái rau húng. Vâng các bác ơi, tức là cá mú đã vừa anh em đã bán xong rồi nhé. Hôm nay là được 7 tấn. Trước mắt là bây giờ là phải đi sang bên cái làng bên kia bắt con lợn 50 cân về để nướng. Tiết mục hôm nay là lợn nướng cả con nhé các bác nhé. Đấy, con lợn này của lại của cái nhà ông Lông, hai vợ chồng nó đẻ lại đấy. Con lợn này nó to hơn con lợn trước, là con này 50 cân. Đấy, phải đội cái mũ xe máy của người công an đánh cho một phát là chết ngay. Đây nhà đây. Đây. Hả? Con này to hơn con mấy. Thế được. Vâng, rửa sạch sẽ đi. Con mang sạch phòng với dầu gội đầu đây. Phần này là phần. Lấy đi dầu gội đầu.
Nhưng trước khi là thịt con lợn này anh em cứ phải tắm rửa cho sạch sẽ các bác ạ. Kỳ cọ cho nó sạch chung là đảm bảo. Con này nó khoảng 50 cân. Nên là cái tính sạch sẽ là anh em tôi nó phải hàng đầu. Bao giờ cũng thế, cứ phải là anh nhã là cùng bác đại ca còn bố mang sạch phòng ra những một thôi rồi cũng được. Đích mang sữa tắm. Có cân thử không? Mang cân đi cân thử. Đấy vào cái chỗ cái cân như cân thử. Đưa đấy khanh cho. Chương trình là cái này lấy gỗ mít để mồi bếp để nướng các bạn. Giờ đi sang kéo cái bếp nướng. Cái khâu món bếp nướng rồi đó. Anh nhá. Ăn tổng tốc chưa úi giời. Này, chơi tất cả quả luôn. Lại rơi rồi, lại rơi rồi. Hồi này nó ăn vụng thế nhỉ. Khả năng phải bóc vỏ rồi đấy. Con lợn này là nai lợn rừng nhá các bác nhá. Này tiết canh ăn ngon lắm này. Nay đại ca này là trọng trách về cái món tiết canh các bác ạ. Pha tiết này, pha lấy hãm tiết. Thôi nói đùa thôi, dạy không tiết canh gì các bác. Anh em Hà Nội quá, dạy không tiết canh, đặc biệt không tiết canh rất nhiều. Đấy, thế thôi. Nói đều lên cái này. Chọc. Trong này toàn lấy tiết rồi thôi. Đây này. Hả? Không. À, bé ạ. Cái gì? Hả? Ừ, bắt cháu 18 cái gì? Còn mấy cái. Nhưng từ cái cháu kia kia bái bế được. À, cái cháu này mà chú biết được cái anh biết. Mà giúp ấy. Mà thơm mấy em? Không bao giờ không. Ôi đéo mà này đắm bú thế quá. Thật tập. Nhưng mà rất ngọt ngào. Hát bài hành quân đi. Hát bài quả bí to. Đây, một nhân viên chuyển nước sạch các bác nhé. Riêng lợn gà là phải nước sạch tinh.
Này tự nhiên này, khí hậu này nóng ác các bác. Đây cái ao này sáng nay là bán được 7 tấn các bác này. Đấy có ao con này có sấp xỉ một mẫu. Thế mà anh em là liên hoan hôm nay là 8 mâm cơm. Dùng một con lợn 50 cân là chủ yếu là một làm món món nướng thôi. Chuẩn bị mổ. Đây mình phải cạo sạch sẽ kia đi. Em cứ thêm mổ xong lọc thôi. Hôm nay là rút sườn anh nhỉ. Xong nướng cả con. Nướng cả con đấy. Lại nướng cả con nữa, lại chơi được quả nữa. Kiểu xét luôn đấy. Theo cái cộng hòa xét. Ui con này ngon thật không ạ. Thịt của nó đúng kiểu. Xe điếu này. Nóng xe điếu hả? Ừ. Thế vớ to rồi. Tiền triệu. Thế được bộ lòng giá trị anh. Ui đúng một lòng luôn, con này ngon thật. Vâng, riêng con lợn sau khi lông đá và mổ xong là anh em nếu chủ lướng thì mình phải xoa lần muối lên bì đây này. Xong bắt đầu mới mang lên nọc. Vâng, chương trình lợn gà mổ xong thì bắt đầu là lại có thợ làm nòng đây này. Vâng, thợ bên Ninh Giang. Hôm nay không có hóc đấy. Tán lại. Hôm nay lại rút sườn rồi à? Có rút sườn không anh? Lại rút sườn thôi. Rút à? Ừ. Ừ, rút xong lại cặp bà con nữa. Hôm nay có hai anh em làm con lợn. Hơi vất vả đấy. Người thì làm lòng, người thì lọc. Các bố chưa được say hết rồi. Thịt mà giá đã thịt xong rồi. Cái này em có việc gì em làm nào, tớ đến chơi bạc rồi với anh được. Con này sáng đang ấy là rất ra thịt. Đang bú mẹ. Ngon nhỉ. Mấy chục cân anh nhỉ? Đây là chú ơi đây. 47 cân. 47. Vâng, đúng rồi. Hơi. Thôi được rồi, cái đấy bé quá chị. 47 cân hơi bà. Hơi mà tối lại. Ừ. 35 cân móc. 36 cân móc. 36. Ừ. Không, con này anh nghĩ nó thôi bú rồi đấy Trinh. Vâng. Này bú mấy cân bú. Hang nuôi bên mẹ, ở bên mẹ rồi. Mẹ nó giờ này phải đi tìm mấy cái. Tìm trên. Đùa cho vui thì anh em thế thôi. Riêng con lợn hôm nay là đảm nhiệm là bác bà Thúy các bác nhé. Hôm nay xung phong làm cái món nào. Bà mà làm sao nó phải có mùi đúng đặc trưng của lòng lợn. Con này, lợn hôm nay là có xu hướng to hơn con hôm nâu các bác ạ. Con này nay nó khoảng 50 cân hơi. Bữa cân là đi 36 cân móc hàm. Thế mà hôm nay ép nướng luôn, nướng cả máng luôn đấy. Tình hình sau một tiếng đồng hồ thì anh em đã lông lá xong và lòng nịu đâu ra đấy, thịt nọc tinh tươm rồi. Đấy bây giờ chuẩn bị băm cái xương để cho vào linh với khoai sọ. Thế còn cái này thì anh cứ lạng những cái tật cái mỡ ra vứt đi. Và... con lợn này là lợn ngon lắm, cái xương này nó cũng cảm giác lắm. Xương ngon, xương ngon là thơm, thì lợn thơm lợn ngon là chả ngon. Toàn lợn chuối. Cái xương hôm nay là ông băm vừa thôi là linh khoai sọ ạ. Chứ to quá chắc được khoan được đâu. Ăn vừa miếng thôi. Tôi em rất thích mùi khoai. Ừ, thơm. Chai đầy. Chai gỗ chai đầy. Nồi lỏng cái gì? Kinh nhiễm mỡ là nhồi toàn thịt nạc. Thế đây là lấy thịt thăn lên đây. Thế giờ tôi băm cái này lên để nhồi lên này các bác. Thế ông đưa vào Thúy băm cho bà tay bà chắc. Đưa vào Thúy băm này. Tay bà chắc. Cô cho Thúy. Đấy bà Thúy cứ thế là băm. Thế băm toàn thịt thăn lên đây. Nám gì? Châu Âu. Một được bên thì quen, được quen từ đâu? Một bên thì cứ băm, một bên thì cứ sọc. Để. Cứ xoàng xoạc xoàng xoạc ấy. Chọc ướp đấy, đang chọc ướp.
được, như là hôm nay là chiều 30 Tết bác ạ. 30 Tết cũng không bằng được cái gì. À thế. 30 Tết rồi Tết không bằng. Bận nhà đấy, đây thì mình rầm rộ. Riêng cái thịt nướng cả con đấy là các bác ạ, anh Hiệt anh cứ sọc dừ thứ ra xong bắt đầu là ướp nước mắm này. Với lại cái bột nêm tổng hợp các bác, xong ướp chừng khoảng 2 tiếng. Thế là mới bắt đầu mới cho lên nướng. Cái khâu sọc mới là khâu quan trọng. Đây như các bác này, cái riêng cái bột này là bột tổng hợp chứ nó đầy đủ các gia vị. Thế bây giờ mình rắc cái này. Đấy các bác thấy không? Rắc lên đầu của nó thơm ngào ngạt luôn. Có cần phải mượn cái máy của ông ấy không? Cái máy nhồi của anh Biếu. Không. Bỏ không thì hôm nay mà đi mượn bỏ không. Không à. Hôm nay cái lòng ngon lắm bác, tại thịt nạc đi. Ngon để tăng cứ đá. Lòng này nói đùa chứ. Nếu mà đi bán lòng mà nhồi được thịt nạc thì nổ vốn. Bán cả quần trong đi. Rồi cũng mà xe lít không có gặp bác. Ba dưới kìa. Chưa. Để nó mang khan lên đâu. Ba giờ gọi điện cho bao nhiêu. Đây giới thiệu với các bác một giáo sư thì dạy cho hai đệ tử là cái khâu lòng nhé. Hôm nay ngồi chỉ đạo và hướng dẫn. Đúng công thức. Na, hôm nay là lòng nhồi na. Hay mày cứ để này luộc thôi này. Sắn ra. Đố cho chứ. Rồi, đố được rồi. Có cái gì không? Mì chính. Có mặn hay có nhạt gì không? Không, thế này được rồi. Rồi, nhìn cái cái kia. Thôi được. Ôi, thế này chắc bọn này. Bọn này làm cái này. Có khả năng chuyển sang xào dưa thôi. Xong cái kia luộc. Không dầu tí chanh đâu anh ạ. Ừ, thằng em về tắm đã ngày đẹp thứ ba đến nha các bác nhá. Đấy anh quay. Tắm gì? Thì tắm hải là công ty hết việc nó về. Chuyến đây lòng được ấy. Mình gạt được tiền nước rồi. Thôi giờ mình cho lỏng xong mình buộc lên, đừng cho giấy có chốc nào buộc được. Không, chị Nga không có tay cho con. Hả? Không. Đây anh về anh đây. Thôi. Hương cái này nó nhanh không mà. Mình đã nay không cần bơm nữa nhỉ. Nên lòng sẽ làm mấy cân lòng rồi. Bé quá. Nhưng mà mồm ai được miếng kia được. Có, cái đông thì thái được phát làm đôi. Vừa rằng vừa xé. Quay của mình một cái đây chị. Quay. 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 Đi chợ người ta cứ gạo mua rau sống thì cứ không mua, nhưng mà vẫn nghĩ được không thể quên gì, vẫn không nghĩ ra nên tận cuối mới nghĩ ra là chứ rau thơm thì tôi có một chủ rồi chứ không có sống. Vâng, bây giờ này đã chuẩn bị giờ thăng long hoàng đạo các bác ạ. Thế là bây giờ cũng chuẩn bị là nổi nữa. Bây giờ là chuẩn bị giờ nổi nữa là anh em chúng tôi là đây. Vâng, mẹ bây giờ nó dập. Không phải nhà tôi. Đây gọi là không chứ. Con nó đâu hôm ấy nó một con thầy thầy đó. Đấy. Ông Quang ấy. Không, nay ăn sớm. Cái này cái đội giả. Khi ướp được một tiếng là anh em với tôi giờ bắt đầu là cho vào cái kẹp này là chuẩn bị đưa lên nướng này. Không cãi nhau nữa. Sau một thời gian miệt mài kinh sử thì chị em gió quê cũng đã nhồi được cái bộ lòng các bác nhá. Mấy chị em cũng đã nhồi xong được cái bộ lòng. Xong rồi bác, chuẩn bị xong rồi. Xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Cái gì nó riêng quá? Cái lòng ít nước cho thêm nước. Vâng, tiếp nói nghe nó. Không có cái gì cả.
Ngày xưa cái bộ bột hoa hiên thì bột này là chữa được bệnh da dày. Ừ. Bắt đầu nồi nữa lên em. Anh kia bỏ cái gì kìa? Đã đến giờ thăng long hoàng đạo các bác nhá. Kéo nhạc vào lời của Phan Huỳnh Điếu. Hôm nay được bữa xe điếu của nó ngon quá. Cái con lợn này là lợn gì sao nó nóng dài nạ nhỉ? Lòng này mình sôi khoảng có 2 phút thôi các bác ạ. Mình vớt ra, mình cho vào nước lạnh, mình cho một quả chanh, một tí đá vào. Lòng nó trắng, nó sẽ ngon. Chuẩn bị đây được 2 phút nhá. 2 phút rồi. 2 phút đầy rồi. Bây giờ em cho ra cái lò nước lạnh nó phát một quả chanh, một tí đá các bác nhá. Cho nó trắng này. Xe điếu ngon chưa? Cái này khi cho lên bếp khoảng 2 phút là ta phải bột thêm một cái công nghệ nữa, nano các bác nhé. Đánh ụp cả mảng nữa. Úi giời, ụp cả mảng nó bắt đầy mặt. Các bác ơi, hôm nay là nướng giữa cánh đồng luôn đây này. Đấy, anh em gió quê chơi là chơi hết mình luôn. Vâng, cũng áp cánh đồng rồi. Đây là giới thiệu với các bạn là luộc nòng theo công nghệ mới nhé. Nhà này có mùi. Nhà mình vừa hết cái bọt ở trên các bác, em có tí bọt em vớt hết cho nó trong nước. Đấy. Rồi. Hiện nay là mới được cỡ khoảng 10 phút thôi nhưng mà đã vàng ươm rồi các bác ạ. Cũng phải được 15 phút rồi. Sao nó thơm thế nhỉ? Thơm quá bà chị. Rồi trong cái mùi thơm lắm.
đi xa được mới được mùi thơm. Có thơm không? Thơm lắm. Xem bạn thấy chưa, cho thử ngoái xem nó có nặng thế nào. Trông có như người say nước kìa. Ui, được thơm à? Cái này là vừa quay nó vừa dùng con lợn quạt than nên nó rất nóng. La lô. La lô. Cái điều kiện mà. Để mai tay bôi mà. Thế mai tay bôi nữa hả? Hay là mán không đuôi tới. Mán không đuôi với hai cái tay đi. Là lòng được chưa bà? Ơi chuẩn bị được rồi. Bướm bà sọc vừa không vỡ ra là thôi là thôi đấy. Giờ nó mới mới tiêm là. Tiêm quả tiêm khẽ thôi. Kiêng nước phọt kiểu ấy rồi thôi. Nước phọt mà đấy. Không nghe luộc lòng la lô quá nhá. Hôm nay là lợn rừng đây. Ui giời thơm quá nặng. Thơm quá. Khả năng nó chưa chưa ấy rộng chọc được bà nhỉ. Để chọc giờ nước tiết ra hết là nó không căng ngon, rất ngon. Thế là bà đây mới thử thôi. Bà cứ giữ ở đây đấy. Vâng, bây giờ đã là 4:20 rồi các bác nhá. Lợn quay được 20 phút thì bàn ghế cũng dọn dần ra là vừa này. Hôm nay là xem này, 8 mâm. Tất cả là 8 mâm mà con lợn 40 cân rồi, anh em còn đang lăn tăn không biết có đủ hay không các bác. Sau 40 phút thì các bác ơi, nó gần chín rồi. Đã thơm ngào ngạt khắp xóm rồi nhá các bác nhá. Nó khác với chúng ta thành. Được cái hôm nay nằm cũng bé các bác ạ. Thoan thoan thôi. Nó sẽ hát nha, bỏng cô. Cái này giờ có ít gạo cho mà là cũng thành cháo ngon đấy. Cái nồi nòng thì nồi nước nòng thì cho trong kia để chốc mỗi mâm một bát để húp các bác nhá, chống gọi là chống say. Vâng, giờ đã chuẩn bị đến cái chén bát rồi các bác. Là thái ra bát ông Trần luôn nước nòng đấy. À, công nghệ la lô đúng thật rồi. Ngon không bác ơi? Con thịt nạc bác sẽ ngon gì? Này nhồi độc thịt nạc. Các bác ơi, còn nồi xương ninh khoai nhé các bác nhá. Cái nồi quan trọng nhất của ngày hôm nay đây này. Cá một con lợn xương đặc kẹt luôn. Thơm nhỉ. Chính là cứ vừa thái nòng rồi vừa bốc ra mới ngon đấy nhỉ. Rồi chưa căng.
Nhưng mà giờ bốc là được đâu, được giờ đâu mà. Không có được, cái nòng này nhiều lắm, ăn tha hồ. Được giờ cứ bốc nữa. Ai bốc được cứ bốc, cái nòng này nhiều lắm, một gió cái đầy kia. Đúng rồi thật đấy. Nồi xương ninh khoai sọ các bác nhé. Công nghệ thái lòng đúng ông ơi, bác thấy thấy cho nghe đâu mà bác dày này không rượu chả nữa rồi cao hỏi gì cái ở trang trại gì còn cây tầm pháp không không em gió đi nó ra quả rồi nó rung rung mọng lên đây đúng rồi. Thế này là trần luôn được cái gì đi tầm một mái mà không thấy. Bát đạo ăn thì ta mới trần, còn đâu thì ta lại băng bó mà băng đấy. Là cái nguyên liệu chính về vấn đề thuốc đai thao đường đấy. À đấy. Ừ. Thế người này bà ấy rồi hôm nào lại giống. Giống thì giống rồi nhưng có điều bây giờ lấy ngay uống ngay. Công nghệ ở đây nhá các bác nhé, ăn đến đâu là ta trần đến đấy này. Hôm nay ăn kiểu khác đi chứ không phải là đĩa nữa. Mà tí nó trần luôn, hành nóng. Đây hành nóng các đây. Đấy. Qua đầu tiên ngồi vào bàn cái là ta trần. Nợn kia là cũng chuẩn bị được rồi. Bây giờ nó đến 5 giờ tròn các bác nhá. Thế là nướng vừa tròn 1 tiếng rưỡi. Thế bây giờ anh em tôi khênh ra là băm cái là múc luôn đấy. Ngon quá các bác ạ, thơm ngất ngây con gà tây luôn này. Bây giờ này còn cho ăn vai này nữa kìa. Đấy Trinh cho vào đầu của Trinh vào đây. Đã bảo rồi ông Phong phải đi trước. Đã bảo rồi mà đấy. Ui cái này phải có sức mới lộn được lại đấy. Úp kìa. Úp cộng hòa Séc đúng không ạ? Không, không sao. Đây là công nghệ châu Âu. Các bác da nó giòn như này kìa. Chặt ăn nó nóng này. Nóng ngọt lắm. Nóng các bác ạ. Chỉ có anh Hiệt mới làm được cái món này. Đình Giang nó đón anh sang là chết đoạn đấy. Cầm cái trước đi em luôn. Tay mình mài dao kéo mài ngủ đi. Sắc mình chắc ghê, mình để đây nó sắc mình đúng nhưng mà có chứ chấm chưa có nó chấm gì thì vừa là thôi chấm gì chấm à cái này thì thực ra không chấm vừa mà chấm này còn dưa gì dưa chua đấy nghiệp chấm nước rồi hồi tí được gặm mùi cái gì đúng đúng đầu bếp chuyên nghiệp như các bác nhé. Thôi được anh ạ, con này anh được. Nên tôi bắt kiểu như bắt bóng chứ giờ đây là bắt luôn. Đúng là đầu bếp chuyên nghiệp chặt, đúng kiểu kiểu bán hàng ấy. Này bông được rồi đấy, em bê lên được. Có cái cụ hai đĩa thôi. Còn đâu mình bốc ở đây kiếp á. Đây, đôi sáu rồi. Bốc đi ghi hình cái tên. Bốc lên đây phải ghi hình cái này, còn sao phải chạy. Bốc từ trưa giờ. Bốc từ trưa giờ đấy bác khoe bác bốc này bác còn ngán này. Ta cái giống thịt này. Có ăn này, đói xong lại ăn được. Thì bị tải. Nói chung là ăn nếp một lát cũng con ăn rồi. Anh em thôi là cứ vừa băm vừa chén các bác ạ. Đây này, Trinh ơi. À, ngay đây là cái bia đấy. Đấy. Các bác ơi, bây giờ mới có 5 rưỡi mà sao nó là cái tối mù mịt thế. À, xong rồi đấy thì. Xong rồi mình chén luôn, còn chúng nào đứa nào đến là tự nó băm anh Hiệt ạ. Đúng rồi. Chứ mình không băm nữa. Sao được? Mình xong cái phát này là không băm nữa. Đang ngồi xuống rượu rồi. Nè, không mấy không băm nữa. Sợ nó vào tay.
Đấy, mâm của mình ấy. Đâu mâm mình đâu. Mâm kia có đông không? Không, cũng đủ người thôi. À. Nói đùa chứ, mình cầm đây kia. Đi đi, bây giờ đi. Thôi, thôi. Nhớ rồi thôi. Chú ngoài Huế chưa? Mời tất cả anh em trên mọi miền ăn cơm anh em thôi nhé. Dài ngồi ấm bớt đi, ông nhìn cái nước da ba bố con đi thì đông như vậy. Ba nhầm, ba bố con hôm nọ bố cái tập trung mà ấy răng đấy. Đi không răng được, không phải anh có nhuộm không? Tuấn Anh nhuộm chứ. Bây giờ hôm nay nó chỉ có ba cái món này thôi, còn mấy món kia không đạt được gì thôi. Mấy món kia nó dỗi thôi, dê dê là đúng không? Thế mình phải thưởng thức món nướng này chứ, quá trần luôn, ngon này, quá tuyệt vời. Thôi thì kính não đó thọ thì thôi chứ. Đây mời bà bác nhé, thưởng thức cái món thịt nướng này. Hôm nay là toàn có cái chỗ là đúng chỗ mông ạ, ngon lắm. Ăn gì vào đấy bà? Ăn gì vào đấy? Quá được các anh Hiệt tẩm ướp là gia vị đầy đủ được, không phải chớp mình cứ ăn thôi. Vâng, bây giờ mời bà con các bạn cùng thưởng thức cái món thịt nướng của nhóm Dốc Quê anh em nhá. Ngon lắm, ôi giời. Quá tuyệt vời. Nó lại đậm lại thơm đi. Cái con này lớn hơn 1 triệu đây này. Tối không chấm này, quá ngọt này. Đấy, bà, cứ thưởng thức đi. Đấy. Từ bé thì em ăn món này đi các bác ạ. Bé thì trông nó trắng, món châu Âu đấy. Như kiểu là trắng ngay 18. Ngon lắm. Chị nghe thưởng thức cái này. Quá bắt tay. Ngon lắm. Đấy. Quay tuyệt vời. Quá đẹp cho đội đồng tháp. Nốt chỗ này thôi. Nốt chỗ này nhé. Toán. Thịt ngon thế này thì anh em ta cũng phải cổ vũ thêm một tí. Thịt ngon là các bạn ơi. Đây cho bà đây ăn đi. Thì mấy anh em nhà Khánh gọi hai vợ chồng không đứa nào nghe cả. Không, thế thì đi làm nào. Đẹp rồi. Mai mình lại ăn sáng. Đây. Cô rót ra đâu đã. Đây rồi. Thì mấy chị em làm tí, còn đây mấy anh em tôi việc của anh em tôi. 50 đi nhé, hai bao nhiêu? 50 rồi bạn. Hết luôn chứ là 50. Thế thì ba anh em nó uống. Đấy, ba anh em uống hết. Đâu? Đấy, thôi bây giờ. Đừng có chơi đây thôi, chứ Bình Đăng rồi. Đấy, đấy, rồi, ok. Này em mời chị. Bên kia là nếp cái hoa vàng. Nào, hô nhá. Hô đi, hô đi, hô đi. Anh em ơi. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Hết câu. Hết tiếng Hoàng. Nói đi mà. Còn các bạn cũng thêm rượu nhạt mới nhóm Dốc Quê anh em nhá. Thôi 50 cho bạn nhá. Vợ ơi, hôm nay lại say mất rồi. Bộp bộp bộp, cạc cạc cạc. Bốp một phát chứ là đấy. Có nghiện rượu lặng. Chẳng ngon. Trắng này
trắng này không ngâm nó có nguyên chất. Thì ngâm đinh đăng vào rồi thì nó có mùi đinh đăng nó khá hơn nhỉ. Cái món gọi là lợn quay của bác Hiệt là rất là ngon. Quá ngọt. Ông Hiệt đâu ra làm phát lợn quay cái. Với cái tuyết bánh mì này cho đội ăn. À đấy. Hiện tại bên ngoài là đây mái. Bánh mì vâng. Các bác là cái bì bên ngoài là nó giòn tan luôn em. Như bánh đa. Giòn tan. Quá tuyệt vời. Bên trong thịt trắng như kiểu là. Đây bác mời. Mời ăn đi. Ai ăn chích nhá. Ngọt thật cơ. Ngọt. Từ bé là em ăn lần đầu tiên đấy. Anh thì chứng bé giờ được biết. Vâng, thật. Để cho anh xin miếng nào. Chứ được ăn bao giờ. Anh ăn miếng nào. Hôm sau tám. Hôm sau tám bầu thân. Thử cho anh định một tí. Bà này đúng đâu. Bầu thân là bằng tới chồng bà ấy. Đấy thì em bầu thế còn đi. Bà này là tuổi trâu xỉu. Bánh mì chị Nín ơi. Ăn rồi. Ăn miếng không nhớ. Ba ngọt.